Thân chào các ba mẹ, một sao xin được chào mừng ba mẹ và các bạn nhỏ quay trở lại với chương trình podcast Bước vào thế giới của con, được thực hiện bởi Sakura Montessori vào mỗi thứ tư hàng tuần. Ba mẹ thân mến, trong số podcast tuần trước, cô Sa đã cùng ba mẹ tìm hiểu về các giai đoạn mà một bạn nhỏ trải qua trong việc học ngôn ngữ thứ hai. Trẻ từ 0 đến 3 tuổi sẽ trải qua các giai đoạn như là giai đoạn tiền sản sinh ngôn ngữ, hay là giai đoạn mà trẻ không nói gì. Đây là giai đoạn trẻ từ 0 cho đến 15 tháng tuổi. Tiếp đó, trẻ có thể nói được 1 đến 2 từ trong giai đoạn sản sinh ngôn ngữ sớm. Và tiếp theo là giai đoạn trẻ bắt đầu phát âm. Trong giai đoạn này thì trẻ có thể nói những câu đơn giản hoặc là các cụm từ dài. Và trong những giai đoạn mà như cô Sa vừa mới chia sẻ thì ba mẹ có thể rơi vào trạng thái độc thoại hoặc là con giao tiếp với ba mẹ rất ít. Chủ yếu là con sẽ nghe, thẩm thấu, quan sát và bắt đầu bắt chước cách ba mẹ và những người xung quanh sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Sau các giai đoạn mà như chúng ta vừa nói thì con bắt đầu chuyển sang giai đoạn kế tiếp, đó chính là giai đoạn lưu loát trung cấp. Vậy, giai đoạn lưu loát trung cấp trong việc học ngôn ngữ thứ hai là giai đoạn như thế nào và có gì mà ba mẹ cần chú ý để có thể hỗ trợ con được một cách tốt nhất? Thì trong số podcast của ngày hôm nay, cô Sa sẽ cùng với ba mẹ tìm hiểu về những điều đó. Giai đoạn lưu loát trung cấp là giai đoạn thứ tư của quá trình tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai của một đứa trẻ. Đặc điểm của giai đoạn này là trẻ bắt đầu biết và hiểu cách sử dụng từ vựng, cấu trúc câu vào giao tiếp. Đồng thời, trẻ cũng sẵn sàng bày tỏ và chia sẻ quan điểm của mình. Giai đoạn này có thể kéo dài một năm hoặc là hơn. Sau khi mà trẻ bắt đầu nói, trẻ có thể đạt được vốn từ vựng nhất định. Trẻ thường bắt đầu có khả năng giao tiếp bằng cách sử dụng các câu phức tạp hơn. Và giai đoạn quan trọng này cũng là giai đoạn mà ba mẹ cũng như là các thầy cô giáo tích cực hỗ trợ để phát triển vốn từ và cách nói cho trẻ. Bởi trẻ thường đặt các câu hỏi để hiểu rõ hơn về những gì con đang nghiên cứu. Hơn nữa, các con có thể tự tin tham gia các môn học ở mức độ phù hợp mà không cần sự giúp đỡ của giáo viên. Lượng thời gian mà con sẵn sàng dành cho việc học văn học và nghiên cứu xã hội bằng ngoại ngữ ngày càng gia tăng. Ở giai đoạn này, trẻ sẽ sử dụng các chiến thuật của ngôn ngữ mẹ đẻ để học ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ đối với các con trong giai đoạn này chính là sự bắt chước một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Các con trong thời kỳ học này được tiếp cận ngoại ngữ sẽ vô cùng có lợi. Trẻ sẽ học tiếng Anh một cách tự nhiên giống như là cách con học tiếng mẹ đẻ. Khi bản thân trẻ giao tiếp song song hai ngôn ngữ, bộ não của trẻ trở nên linh hoạt. Đơn giản bởi là sự dịch chuyển qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Anh, não của trẻ như là đang được tập thể dục. Do đó, trẻ phát triển khả năng tư duy, suy nghĩ, xử lý kiến thức thật là linh hoạt hơn. Tận dụng lợi ích của việc phát triển ngôn ngữ của trẻ trong giai đoạn này, ba mẹ cần có những phương pháp phù hợp làm cho việc học tiếng Anh của trẻ không bị áp lực mà vẫn hiệu quả. Một điều quan trọng mà ba mẹ cần biết đó là nếu không có phương pháp phù hợp, trẻ có thể bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Vậy thì ba mẹ nên làm gì để hỗ trợ con trong giai đoạn này? Điều đầu tiên mà ba mẹ cần biết đó là trẻ trong giai đoạn này cần học mà chơi, chơi mà học. Do đó, tất cả các hoạt động gắn với nội dung học cần phải có thời gian để trẻ thẩm thấu cũng như vận dụng để ghi nhớ và sử dụng. Để làm được điều đó, ba mẹ hãy áp dụng các phương pháp sau để giờ học tiếng Anh cùng con được hiệu quả hơn. Đầu tiên, ba mẹ hãy sử dụng phương pháp CPR, tạm dịch là phương pháp phản xạ toàn thân khi cùng con học. Phương pháp CPR được xem là tuyệt chiêu giúp cho trẻ em học từ vựng tiếng Anh một cách dễ dàng và có hứng thú. Phương pháp này được phát triển dựa trên quá trình tiếp thu thông tin của trẻ. Trẻ cần vận động cơ thể để phản ứng và tương tác với các hiệu lệnh từ lời nói của giáo viên và ba mẹ, thay vì nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong im lặng. Với CPR, chúng ta có thể áp dụng cho bất kỳ lứa tuổi nào và tốt nhất là bắt đầu với độ tuổi lên 3 để tạo nền móng vững chắc về sau. Phương pháp CPR giúp trẻ có thể hiểu là việc học từ vựng nhưng không áp lực hay là cố gắng phải ghi nhớ. Đây là cách chơi mà học. Ban đầu, bé nghe và bắt chước, sử dụng chuyển động cơ thể để diễn tả. Sau dần, các con hiểu từ đó một cách bản năng và không cần phải dịch sang tiếng mẹ đẻ. Sau khi kỹ năng nghe, hiểu, rèn luyện thuần thục, trẻ sẽ hình thành phản xạ tự nhiên. Tức là trong suy nghĩ,
không còn có thói quen phức tạp hóa ngôn ngữ, bè ứng biến hay phỏng đoán theo ngữ cảnh khá nhanh nhạy. Đồng thời, với cách học kết hợp cùng biểu cảm hành động cơ thể khiến cho kiến thức lưu trữ được lâu dài và mỗi từ vựng sẽ in sâu vào trong tiềm thức và bộ nhớ khó mà quên được. Thứ hai, bà mẹ hãy sử dụng hình ảnh để giúp cho con học tiếng Anh tốt hơn. Phương pháp học tiếng Anh dành cho bé từ 3 cho đến 5 tuổi qua hình ảnh được nhiều bậc phụ huynh tìm hiểu và áp dụng. Lý do là họ muốn con không đi vào lối mòn kém hiệu quả của cách học truyền thống. Thêm nữa, trẻ ở giai đoạn này đang khám phá thế giới chủ yếu bằng giác quan. Học tiếng Anh qua hình ảnh bắt mắt với các chủ đề gần gũi. Do vậy, đây là cách học hiệu quả nhất dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Nhờ việc kết hợp hình ảnh liên tưởng từ ngữ, các con có thể ghi nhớ lượng từ vựng khổng lồ. Một số cách thức phổ biến hiện nay mà ba mẹ có thể áp dụng như là sử dụng thẻ flashcard hay là thẻ tranh với hình ảnh minh họa cho từ vựng có màu sắc tươi sáng bắt mắt. Cách này giúp cho bé tiếp nhận thông tin hiệu quả, đồng thời qua đây các con tiện thể khám phá thế giới xung quanh mình. Sách minh họa thiếu nhi hay truyện tranh là hình thức mà ba mẹ có thể tận dụng để giúp cho con học tiếng Anh. Hầu hết, những từ vựng sử dụng bên trong nội dung đều rất gần gũi, dễ hiểu và dễ đọc. Ba mẹ cùng con xem tranh, đọc từ để rồi mưa dầm thấm lâu, con ghi nhớ bằng hình ảnh chứ không học vẹt. Thứ ba, ba mẹ hãy cho con học qua hoạt động tô màu, vẽ tranh. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thường có sở thích tô màu, vẽ tranh để thỏa chí sáng tạo. Ba mẹ hãy tận dụng điều này để dạy tiếng Anh cho con tại nhà. Thêm vào đó, ba mẹ hãy tạo thói quen khi học tiếng Anh cho con. Điều này là rất cần thiết bởi đây là cách để bé luôn thoải mái, tránh bỡ ngỡ khi đến một giờ học. Đơn giản bởi con hiểu trước những gì sẽ phải làm và bé không tìm cách nổi loạn chống đối. Hơn nữa, các thói quen được thiết lập khoa học, bé trở nên kỷ luật chuyện giờ giấc, từ đó hình thành tính chủ động, tìm đến việc học mà không cần sự thúc ép của người lớn. Đồng thời, ba mẹ đừng kỳ vọng con có thành quả ngay lập tức. Thực tế thì mỗi một bạn nhỏ đều có những thế mạnh riêng, khả năng riêng của chúng. Ví dụ, có bé thì có lợi thế về kỹ năng nghe, có bé lại mạnh về chất giọng, âm điệu. Chính vì vậy, hãy quan sát con trước, rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Từ đó, ba mẹ có thể hiểu rõ và đặt kỳ vọng phù hợp. Bằng cách này, ba mẹ hãy giúp thúc đẩy khả năng tiếng Anh của con phát triển nhanh chóng. Ban đầu, nếu bé chỉ trả lời được một từ, bố mẹ hãy tập trung cải thiện vốn hiểu biết, vốn từ của con và dần dần con sẽ nói được một cách trôi chảy, căn bản với vai trò là người chỉ dạy, biết điểm yếu, điểm mạnh của bé để ba mẹ có thể uốn nắn và bồi dưỡng. Một điều cần thiết nữa là ba mẹ hãy ôn lại từ cho con bất cứ khi nào có thể. Học tiếng Anh của trẻ ở giai đoạn này giống như việc học tiếng Việt. Ba mẹ cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần một từ để con nhận biết và nói theo. Với cách này, bé mới dễ dàng ghi nhớ và ứng dụng vào trong giao tiếp. Ba mẹ thân mến, cô Sa hy vọng rằng những thông tin cô Sa vừa mới chia sẻ cùng với ba mẹ ngày hôm nay sẽ phần nào hỗ trợ ba mẹ thêm những cách tiếp cận hay và phù hợp với bé nhà mình. Ba mẹ có thể chia sẻ các cách mà ba mẹ vẫn đang làm cùng con ở nhà để cho các ba mẹ khác có thêm những ý tưởng và cách thức đồng hành hiệu quả hơn. Trong số phát sóng tuần tới, cô Sa sẽ tiếp tục cùng ba mẹ đi nốt chặng đường cuối cùng trong quá trình học ngôn ngữ thứ hai của trẻ, đó chính là giai đoạn thành thạo cao cấp. Những đặc điểm của trẻ trong giai đoạn này và cung cấp thêm thông tin cho ba mẹ về những phương pháp mà ba mẹ có thể áp dụng để hỗ trợ con. Nếu các ba mẹ vẫn muốn tìm hiểu thêm về những cách thức đồng hành cùng con trong mỗi thời kỳ nhạy cảm khác nhau hay còn băn khoăn về những cách mà ba mẹ đang áp dụng ở nhà có đang phù hợp hoặc là muốn chia sẻ thêm về cách đồng hành hiệu quả khác thì hãy comment bên dưới để cô Sa có thể giúp đỡ, chia sẻ cho ba mẹ. Và nếu thấy nội dung podcast này là hữu ích thì ba mẹ đừng quên chia sẻ với bạn bè của mình cũng đang trên hành trình làm cha mẹ tham khảo. Hẹn gặp lại ba mẹ trong podcast Bước vào thế giới của con lên sóng vào thứ tư hàng tuần với sự đồng hành tư vấn từ các chuyên gia của hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại!